Bạn là người mệnh mộc, bạn đang quan tâm đến việc lựa chọn cho mình một số điện thoại hợp mệnh, hợp tuổi. Trong cuộc sống cũng như công việc, dùng sim hợp mệnh sẽ giúp bạn có được may mắn và thuận lợi, giúp cho chủ nhân số điện thoại vững tin hơn, từ đó có được nhiều cơ hội thăng tiến với con đường công danh. Vậy làm cách nào để lựa chọn được một sim hợp với mệnh mộc? Hôm nay kênh Phong Thủy và Sức Khỏe sẽ chia sẻ cho các bạn kiến thức về sim phong thủy và kinh nghiệm chọn sim phù hợp với người mệnh mộc. Những người mệnh mộc sinh vào những năm sau: 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011, 2018, 2019. Mệnh mộc có quan hệ tương khắc với hai mệnh đó là thổ và kim. Mộc khắc thổ và kim khắc mộc. Trong mối quan hệ tương sinh tương khắc giữa các mệnh, mệnh mộc có quan hệ tương sinh với hai mệnh đó là mệnh thủy và hỏa. Thủy sinh mộc và mộc sinh hỏa. Mệnh mộc có quan hệ tương khắc với hai mệnh đó là mệnh thổ và mệnh kim. Mộc khắc thổ và kim khắc mộc. Theo yếu tố ngũ hành, ta xét các số theo ngũ hành như sau: hành thủy số 1, hành thổ số 2, số 5 và số 8, hành mộc số 3 và số 4, hành kim số 6 và số 7, hành hỏa số 9. Vậy người mệnh mộc sẽ hợp với những con số nào? Theo ngũ hành, thủy sinh mộc, người có mệnh mộc thường rất hợp với số có mệnh thủy là số 1 hay mệnh hỏa là số 9. Chính vì thế, nếu chọn số sim liên quan đến chữ số 1 và 9 sẽ rất thuận lợi để làm ăn, gia đình hạnh phúc hay mọi việc trong cuộc sống luôn hanh thông. Người mệnh mộc cần tránh những con số nào? Theo ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, kim khắc mộc. Chính vì vậy, khi lựa chọn sim cho người mệnh mộc, bạn nên tránh xa những con số thuộc mệnh kim, bao gồm các số 6 và 7, hoặc cũng nên hạn chế dùng số mệnh thổ là số 2, 5 và 8. Lưu ý, khi chọn sim cần đảm bảo có âm dương cân bằng, tức có số lượng số âm, số chẵn ngang bằng với số dương, số lẻ. Bởi vì theo phong thủy học, mọi vật có đủ âm dương hài hòa thì mới sinh sôi, nảy nở và phát triển tốt được. Trên đây là những gợi ý về số điện thoại hợp với người mệnh mộc. Các bạn hãy dựa vào những thông tin trên để lựa chọn cho mình số điện thoại phù hợp với phong thủy, hợp tuổi, hợp mệnh, nhằm mang lại may mắn, vượng khí, tài lộc. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công.